Chào mừng toàn thể quý bà con đã đến với video mới nhất của em về cập nhật giá hồ tiêu ngày hôm nay 30 tháng 8 năm 2024. Nhìn chung giá hồ tiêu ngày hôm nay có biến động giảm nhẹ và ở một số địa phương thì đi ngang. Nguyên nhân một phần của việc giảm nhẹ này là do sắp tới kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 cho nên giá sẽ biến động có phần đi ngang và giảm nhẹ. Giá tiêu trung bình được thu mua tại các vùng trọng điểm dao động từ giá 142.000 đến 143.500 đồng một ký. Cụ thể tại các địa phương như sau. Ở Gia Lai hôm nay được thu mua với mức giá 143.000 đồng một ký. Còn giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai thì được thu mua trung bình là 142.000 đồng một ký. Tại Đắk Lắk là 143.500 đồng một ký. Tại Đắk Nông 143.000 đồng một ký. Tại Bà Rịa Vũng Tàu 142.000 đồng một ký. Và tại Bình Phước 142.000 đồng một ký. Như vậy sau 2 ngày đi ngang vừa qua thì giá tiêu hôm nay quay đầu giảm nhẹ từ mức 500 đến 1.000 đồng một ký. Giá tiêu cao nhất thì được mua ở mức trung bình là 143.000 đồng một ký. Từ đầu năm cho đến nay thì giá tiêu đã có một đợt tăng phi mã, đỉnh điểm vào hồi tháng 6, giá tiêu đạt gần đỉnh 8 năm trước, tức là ở mức 180.000 đồng một ký. Giá tiêu tiếp tục đi ngang và giảm nhẹ vì một phần do nguyên nhân hoạt động thu mua hạn chế trước kỳ nghỉ lễ. Như vậy là theo dự đoán thì giá hồ tiêu sẽ tiếp tục đi ngang và giữ nguyên mức này cho tới qua thời kỳ nghỉ lễ ngày mùng 2 tháng 9. Và chúng ta cùng chờ xem giá tiêu trong thời gian tới sẽ biến động như thế nào nhé. Vâng, em xin phép kết thúc video của em ở đây. Các bạn xem video cho em xin một like và một lượt đăng ký kênh các bạn nhé. Giá trên là giá em cập nhật trung bình nhé các bạn nhé. Còn tùy vào từng vùng sẽ có sự biến động, tăng giảm khác nhau. Rồi em xin phép kết thúc video ở đây. Các bác chúc các bác sức khỏe, hạnh phúc, may mắn trong cuộc sống nha. Alo. Đây. Anh ơi, anh đang ở đâu? Anh đang đi có việc. Anh ơi, em bảo này, em có lỗi với anh. Từ ngày em lấy anh đến bây giờ, hôm nay em có lỗi với anh. Em không hề chủ phản bội anh. Sao? Là như thế này, cái cậu bạn ngày trước, người yêu cũ của em ấy, hai